Về để đưa đi ăn thịt nướng Hàn Quốc nha mọi người. Thì trong lúc đợi sếp tổng về thì các bé đánh nhau chí chóe. Bé muốn đang khóc mù. Bé muốn đang bị bêm bắp giật nhau một phát chỗ này. Đau, con đau không? Con đau, con đừng có tránh của em nha. À, thế à, con đừng có tránh của em nha. Mẹ có mà, mẹ xin đi. Nào, đi tìm xe nào, đi từ từ thôi. Cả nhà chúng tôi đang chuẩn bị lên xe để đi ăn thôi. Nhà mình sau một khoảng thời gian tắc đường, đường phố Hà Nội vào cái giờ cao điểm là tắc kinh khủng luôn mọi người ạ. Rồi bây giờ mới đến nơi món Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc. Cái nhà hàng này thì nhà mình đến lần này là lần thứ 3 rồi. Còn chủ Long và chị Minh thì chắc là đến rất là nhiều lần rồi mọi người ạ. Ok, em chỉ đi với đoàn này. Lần nào đến cũng lên tầng trên. Nhưng mình lần nào cũng có duyên về tầng trên này. Xin chào bạn Moon. Xin chào cả nhà. Xin chào bạn Bắp, bạn Bắp chào cả nhà nào. Ok. Thôi lần nào nhà mình ngồi phòng này luôn à? Các bạn ơi, các món ăn ở nhà hàng Hàn Quốc ở Việt Nam là rất là đắt nhá. Ăn ở Hàn Quốc thì rất là rẻ luôn, nhưng mà đã vào quán ăn ở Việt Nam ăn thì món gì so với tiền Việt Nam là đều rất là đắt. Bánh mặn thâu này là 160.000 mọi người. Cánh tương này là 140.000 này. Nói chung là so với ở Hàn Quốc thì là đắt rất là nhiều. Thì cái giá này người ta bán ở Việt Nam là ngang bằng với giá bán bên Hàn luôn các bạn. Nhưng mà thu nhập của người Hàn thì nó khác Việt Nam rất là nhiều. Rồi, mắt mở ra. Nói chung là ở hàng bán thịt với các cái món đi kèm như thế nào thì ở bên Việt Nam giá thì tương đương nhé mọi người.
Nói chung nhà, nhà mình đã để vào quán này ăn rồi thì cũng khá ok. Mình ơi nói họ nướng cho luôn. Ờ em nướng xong đưa vào luôn em. Ờ em nướng ở ngoài xong chỉ đưa vào. Cho nó nhanh mà ăn, cho mình nướng lâu lắm. Sao đặt ở đây hay đặt ở đây? Thôi em nướng ở ngoài luôn đi. Đưa vào cho nhanh. Ơi. À em lắp làm đổ à? Đổ cá đợt trước mình ăn không ngon, nó tanh tanh đừng ngon chú lắm. Cá mà rủ rủ rủ. Em ơi có cái món lẩu gì nữa không? Ngoài lẩu cá. Mỗi lẩu cá thôi chú Long mà thôi đi. Tí nữa ăn thêm thịt đi. Đây là phần của nhà chị đấy ạ. Em đứng bên này luôn đúng không? Ờ rồi chị đứng chị. Đây một phần này em. Một phần này cần. Hai phần, hai suất. À đây. À hai suất là có hai miếng thôi à? Mỗi miếng là 200g chị ạ. À đấy. Hai suất là chỉ. Này Minh, Minh, hai suất ba chỉ mà có hai miếng á. Không. Không. Hai suất hai miếng. Có hai suất. Một miếng 200g. Bao nhiêu người đây mọi người? Ừ. Đây là mấy suất đây? Đây là 2 suất. Cho anh cái này là gì? Thịt phần bò. Bún thế này. Đây là không đâu, từ từ cho. Thịt bò mình. Cho chị thêm 2 suất này với 2 suất ba chỉ nữa. Cho thêm như thế này nữa đi. Mọi người ơi, nhà mình đưa vào đấy để nhờ nhân viên người ta nướng sẵn luôn nhé, chỉ luôn. Một suất thế này là 200 bao nhiêu tiền em nhỉ? 200 mấy chục nghìn. Một suất này là tầm 240.000 đúng không? Ở đây hai suất à? Hai suất thế này là thành 480-500 đúng không? Đây một đĩa này với đĩa kia là cà chua bạc đấy mọi người. Con bò này với đấy là 1 triệu. Đây là món ghê à? Ghê ghê lắm à? Ghê ghê ấy tướng á. Nhưng mà có em mắc là sống ấy. Dạ. Món mà chị bị củ mắm mà chị bị ăn à? Ghê ngâm mút của Hàn Quốc. Thank you.
Mì là ngàn cụt nha mọi người. Một bát thế này 160.000. Con ngồi chỗ nào? Có một con đây. À, đứa mì cay sang chỗ lắm đấy. Đứa mì lấy cho mì toàn ít mì không cay á. Các bạn ơi, nhà mình vừa ăn xong. Bây giờ ra xe để về đó mọi người. Có phúc. Ừ, đọc lắm. 16 đúng rồi đó. Tại vì đợt trước thì cũng thấy đắt rồi, nhưng mà đợt đi đợt đắt cũng là các mặt phụ nữa, nhưng mà đắt. Chỉ tiếng là gọi cả thải còn không gần 2 triệu, hai về chi 2 triệu phí tiền. Ăn 3 triệu này là phí. À, được. Các bạn ơi, cả gia đình mình đã đi ăn về rồi. À, bữa ăn hôm nay hết 3 củ mọi người ạ. Bữa ăn hôm nay mới hết 3 củ. Chỉ có mỗi bàn là một đĩa thịt ba chỉ, một đĩa thịt bò. Hai bàn là bốn đĩa là riêng tiền thịt là gần 2.2 triệu đấy nhá mọi người. Tiền thịt là hết 2.2 triệu, còn các lặt vặt nữa là hết 700 nữa. Là bữa ăn hôm nay của gia đình mình hết 3 triệu. Rồi, đến nơi rồi. À, công nhận các món Hàn bán ở Việt Nam còn đắt hơn cả bên Hàn Quốc luôn mọi người. Ở Hàn Quốc nhà mình mà cầm 3 triệu đi sang Hàn Quốc ăn thì có lẽ cả nhà mình là ăn tẹt tẹt luôn. Nhưng ở đây thì có mấy món đơn giản thôi mọi người, nhưng mà rất là đắt luôn. Nhưng mà thích thì cũng phải ăn thôi, tại vì ngày xưa em rể với em gái mình cũng ở bên Hàn về mà. Cho nên là cũng hay đi ăn đồ Hàn. Biết là đắt rồi nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi ăn nhá mọi người. Mình thì đấy là em rể đứa mình đi ăn, lần nào đứa đi ăn cũng hết 3-4 triệu á. Còn mình mà để ăn thịt nướng á mà hết một lần 3-4 triệu là mình không ăn đâu. Nếu mà mình bỏ tiền là mình không ăn đâu. Tại vì là nếu mà 3-4 triệu là mình mua tôm hùm với cua các thứ đồ hải sản về mình ăn. Mình mua đồ hải sản đắt tiền là mình không tiếc đâu, nhưng mà đi ăn thịt mà hết 7 triệu là mình tiếc lắm mọi người. Video này mình sẽ kết thúc tại đây, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye nào. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye mọi người nào. Nào, bye bye. Bye bye. Bye bye.